Quá trình làm kim chi trước những tháng mùa đông lạnh giá được gọi là kim chang. Nó đã chính thức được ghi vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO vào năm 2013. Kim chang là một hoạt động chung thực hiện theo nhóm. Với mục đích ngăn ngừa lây lan virus, sự kiện năm nay được tổ chức riêng biệt tại hơn 40 căn lều. Những người tham gia cũng được chia thành 420 nhóm nhỏ để tham gia các hoạt động. Kim chi, một loại dưa muối cay của Hàn Quốc, đóng một vai trò quan trọng trong nền ẩm thực của người dân Hàn Quốc. Đây là món ăn xuất hiện trong hầu hết các bữa ăn ở Hàn Quốc.